Hello cháu, cảm ơn cháu vô xem. Hello Sylvia Tran, chúc cháu thành công. Cảm ơn cháu. Mình còn 4 phút nữa. Chào Yến Trang. Cảm ơn đã lên xem. Chúc Yến Trang và Sylvia Tran thành công với New Skin. Cảm ơn Timelit Jenny Trinh Nguyễn. Hello Nguyễn Duy Khang. Cô còn 3 phút nữa. Cảm ơn cháu nhiều Yến Trang. Chúc cháu thành công. Ồ, đến từ Việt Nam Nguyễn Duy Khang. Rất hân hạnh được gặp các bạn từ Việt Nam. Chịu khó lên đây giờ này để xem, bên đó là 12 giờ đêm mà chưa chịu ngủ. Loan Kim Lê, chào cháu. Yến Trang ở Việt Nam hả cháu? Cảm ơn Sylvia Trần. Hello T Trần. Cảm ơn các cháu lên sớm. Hello Trương Kim. Hello Thảo Trang Phạm. Oh, Yến Trang ở Florida. Hay quá. Okay, mấy giờ rồi? Mình còn 1 phút nữa. Chào Trương Kim, chào Thanh Nguyễn. Chào Loan Kim Lê, Vancouver, chào cháu. Cảm ơn các cháu rất nhiều. 10:59, 1 phút nữa thì mình bắt đầu nha. Wow, chào Thảo Trang Phạm từ Houston. Hello Ryan Farm, chào cháu. Hello David Hoàng.
Rồi, 11 giờ đúng. Ok, xin thân chào tất cả các anh chị em và các cháu có mặt trên cái Facebook Live ngày hôm nay của nhóm GIF. Thì tên cô là Hannah Ái Hạnh Trần. Cô là khoa học gia 32 năm và cô đã xin nghỉ cách đây 4 năm để phục vụ cho với cái sự đam mê của cô hiện tại. Từ 4 cho đến 5 năm nay với New Skin. Thì đây là một cái đam mê và cô đang đi theo cái đam mê của cô. Thì rất hãnh diện được đại diện cho nhóm GIF để mà chia sẻ với các anh em về cái đề tài là cao huyết áp, cách phòng chống và hỗ trợ. Và cảm ơn nhóm GIF đã cho mình có cơ hội lên trên đây để chia sẻ với các cháu và các anh chị em nhé. Thì bây giờ nói về định nghĩa cao huyết áp nha quý vị. Cao huyết áp là khi mà cái sức ép tạo ra bởi động mạch và nó đẩy máu từ tim ra đến toàn cơ thể của mình quá cao. Nó chỉ có vậy thôi. Và cái sự cao huyết áp này tạo ra là từ sự căng thẳng, tạo ra cái sự căng thẳng cho tim và nó tạo ra các bệnh về tim luôn nữa quý vị. Và bệnh tim, và chính vì vậy, bệnh tim hiện giờ là cái bệnh giết người một cách thầm lặng mà cao nhất trên thế giới. Nhá. Thì Hội Y khoa nước Mỹ, Hoa Kỳ đã báo cáo cho chúng mình biết rằng đó, mỗi 3 người đó thì có một người bị cao huyết áp. Mà 30% của những người bị cao huyết áp là không biết họ đang bị cao huyết áp. Và 40% những người đang bị cao huyết áp không được chữa trị. Và khổ sở hơn nữa là 65% những người đang được chữa trị không làm giảm được huyết áp của mình bằng thuốc tây. Quý vị nhé. Thì cái đó là một cái nguy hiểm mà đối với mình là hàng đầu. Và chính mẹ mình cũng đã cao huyết áp và đã được chữa trị sau 18 tháng dùng sản phẩm Pharmanex và đã được ngừng hẳn thuốc tây sau hơn 30 năm vật lộn với thuốc tây về bệnh cao huyết áp và đã được ngừng hẳn gần 2 năm nay. Thì cái đó là một cái phần thưởng về tinh thần giá trị lớn nhất cho mình hơn cả tiền bạc, và mình có bổn phận phải chia sẻ các anh em ngày hôm nay, và đó là cái đề tài mình lựa chọn để chia sẻ với các anh em ngày hôm nay. Ok. Thì bây giờ mình nói tại sao bị ha? Thì bây giờ mình nói về cái kỷ lục những cái bệnh huyết áp hiện giờ đang như thế nào trên thế giới. Thì bây giờ cái nguyên nhân nào mà mình làm cho mình bị cao huyết áp quý vị nha? Thì nó có tổng cộng là 12 cái nguyên nhân mà mình tụ tập được trong đây. Thì nguyên thứ nhất đó là rõ ràng ai cũng biết hết là ăn quá nhiều muối, ăn mặn quá. Thì quá nhiều muối là quá nhiều sodium trong người mình đó, thì nếu nhập vào cơ thể hơn 1.500 mg là rất là ít nha quý vị. 1.500 mg một ngày đó, mỗi ngày như vậy và đều đặn đó, nó sẽ từ từ nó đưa cho mình đến cái bệnh cao huyết áp và tiểu đường và bệnh tim. Ok, không cần liên hệ đến tuổi tác của mình hay là tình trạng sức khỏe của mình hay là mình có bị di truyền cao huyết áp hay không. Nếu mình ăn mặn trên 1.500 mg mỗi ngày đều đặn trong cuộc đời mình, trước sau gì mình cũng sẽ bị cao huyết áp và tiểu đường và tim nhá. Quý vị nhớ cái thứ hai là nói về tuổi tác. Khi mà mình lớn tuổi dần đó, nếu mà trong suốt cuộc đời mình đó, mình ăn uống sai và mình không vận động, tức là không tập thể dục đó, và ăn uống thêm và ăn uống sai nữa, thì nguy cơ bị cao huyết áp sẽ gia tăng nhiều hơn là cũng cái người cùng tuổi với mình mà họ vận động và họ ăn uống đúng. Rồi cái điều thứ ba đó là có một cái bệnh nó gọi là người ta bị gọi là sleep apnea đó, là cũng đa số người ta bệnh ngoài kia mà người ta không biết đó, là người ta bị ngưng thở khi người ta ngủ đó, đặc biệt là những người ngáy to đó, là mình phải coi chừng là họ hay bị cái chứng apnea, thì cái đó phải đi chuẩn. Nếu mình bị đó thì cái đó là một trong những lý do mà nó cũng làm cho mình bị cao huyết áp. Ok. Rồi cái thứ tư là rất là ai cũng biết là béo phì, là do ăn từ nhiều đường, nhiều muối, nhiều mỡ và không vận động, thì đó là những cái lý do, và nhiều tinh bột làm cho mình bị béo phì. Thì nên nó cũng liên hệ, và cái bệnh béo phì nó cũng liên hệ tới các bệnh khác như là tiểu đường, nghẽn tim và đột quỵ quý vị ha. Và lý do thứ năm là cái lối sống không vận động của mình. Những anh chị em nào mà không tích tập thể dục suốt đời đó là coi chừng, tại vì nó đưa cho cái sự béo phì, và do đó cái sự béo phì nó làm cho mình tăng sức ép của tim và đưa đến cái sự cao huyết áp ha. Thì là không phải chỉ không béo phì nhưng mà không vận động cũng vẫn cho làm cho mình cao huyết áp như thường quý vị nha. Và cái thứ sáu là rượu chè. Thì rượu chè nó tạo cho sự căng thẳng cho tim và động mạch. Cái gì liên hệ đến tim và động mạch là sẽ đưa đến cao huyết áp. Và cái số 7 là hút thuốc lá. Thì cái chất nicotine nó làm nghẽn động mạch, cho nên nó tạo ra sự căng thẳng cho tim. Khi mà tim phải đẩy máu ra ngoài thì động mạch nó đã bị nghẽn rồi.
mạch máu nó đã bị nghẽn rồi, thành ra tim phải đập, phải đẩy mạnh hơn, và do đó làm cho tim bị căng thẳng và đặc biệt là trái thận. Cho nên hút thuốc lá nhiều sẽ làm cho bệnh tim và bệnh thận cùng một lúc, và do đó đưa đến cao huyết áp. Ok. Và ngoài ra có một cái ít thôi nhưng mà không có nhiều lắm, nhưng mà nó có xảy ra, thành ra mình nhắc ở đây là cái hormone. Hormone của mình tiếng Việt Nam dịch là kích thích tố thì phải. Thì nó là như là trong cái chứng bệnh, một số người bị cái bệnh liên hệ tới hormone, nó như là bệnh Cushing đó, thì nó tự tạo ra quá nhiều chất steroid, thành ra nó làm cho cơ thể bị căng thẳng và đưa đến bệnh cao huyết áp. Nhưng mà cái trường hợp này cũng ít thôi. Và những người nào mà đã bệnh thận hay là yếu thận đó, thì từ từ cũng sẽ bị cao huyết áp. Và cái lý do thứ 11 tại sao bị cao huyết áp đó là tiểu đường. Tiểu đường nha quý vị, những quý vị nào mà bị tiểu đường rồi đó thì trước sau gì cũng bị cao huyết áp, và minh chứng là 65 những người bị tiểu đường thì thường thường cũng bị cao huyết áp luôn quý vị ha. Rồi cái nguyên nhân chính là cái 12 cái đó, cái cuối cùng là cái mình nói là cái điều 12 đó là ăn uống sai. Thì ăn uống sai là nguyên nhân chính cho cái sự cao huyết áp của mình quý vị nha. Thì cái ngày xưa đó khi mà mọi những người bị cao huyết áp rồi đó thì các cái nhà dinh dưỡng học hoặc là một cái lối một số bác sĩ ngày xưa theo cái lối ăn cổ ngày xưa đó thì họ khuyên mình về ăn nhiều carb, tức là nhiều tinh bột, nhiều hạt á, và ăn ít mỡ. Thì cái đó là lối ăn sai trầm trọng, nhưng mà nó đã thành rất là thông dụng ở nước Mỹ này, và do đó đưa đến cái tình trạng là cao huyết áp rất là cao ở nước Mỹ hiện tại. Không? Thì cái tài liệu mình đọc sau cùng này đó là của Dr. Mercola, là một ông bác sĩ này rất là về thiên nhiên, và đồng thời cũng một số của American Heart Association. Thành ra đây là những cái phương pháp phòng chống cao huyết áp mà mình có những cái cũng khá mới mà mình muốn đưa đến quý vị đó. Là quý vị nếu mà ai ăn, quý vị là khuyên ăn, quý vị là ăn ít mỡ và ăn nhiều carb là ăn sai quý vị nhá. Nó sẽ đưa đến cao huyết áp. Ok, mình phải ăn khác đi. Thì bây giờ những cái loại mỡ, bây giờ cái cách phòng, tại vì cái cách này đó, cái cách ăn mà ăn nhiều hạt và ăn nhiều tinh bột và ăn ít mỡ đó, nó ăn sai là tại vì nó đưa đến cái bệnh tiểu đường, và do đó tiểu đường thì đưa đến cao huyết áp, 65% cái cơ hội là bị như vậy. Ok, thì bây giờ mình đã nói lý do 12 cái lý do tại sao bị cao huyết áp, thì bây giờ mình đang đến cái đề tài là phòng chống, mà phòng chống theo phương pháp thiên nhiên quý vị nhé. Ok, thì việc làm đầu tiên đó là mình phải tránh hai loại thức ăn mà rất độc cho cơ thể, là mình vừa nói mới tức thì, là đường và các loại hạt. Hạt có nghĩa là gạo, lúa mì, bắp và khoai tây. Ok, và các thứ này dù là gạo nâu hay gạo trắng gì cũng không tốt cho mình, hay là whole wheat hay là refined wheat hay là tất cả những cái gì mà gọi là whole á. Ngày xưa mình cứ tưởng whole wheat là tốt hoặc là gạo nâu là tốt, nhưng mà thực sự với cái tài liệu mới mình đọc của Dr. Mercola đó thì cái đó cũng không tốt luôn, tại vì nó thuộc về dạng hạt và nó làm cho mình bị cao huyết áp quý vị nhé. Thì người nào mà bị cao huyết áp nặng á thì tránh luôn tất cả các loại hạt, tức là tránh gạo, tránh lúa mì, tránh bắp, tránh khoai tây, là tại vì các cái chất này đó, và tránh đường, thì hai cái thứ chính cho những cái bệnh cao huyết áp mà mình muốn cao và muốn xuống liền tại chỗ và diệt theo cách thiên nhiên, là mình không ăn các cái loại hạt như là nó gọi là tiếng Anh nó gọi là grain á, thì nó gồm có gạo, lúa mì, bắp, khoai tây. Gạo nâu gì cũng không ăn tốt hết nhá, là tại vì nó tạo cho cao đường, nó làm cho tăng insulin trong máu mình và làm cho tao đường, và do đó bệnh huyết áp không chữa trị được là vì vậy nhá. Thì hai cái loại ăn độc cho cao huyết áp là các loại hạt và đường. Rồi, tại vì khi mà các loại hạt và đường mình ăn vô đó thì nó làm cho cơ thể mình bị tăng insulin và nó đưa cho cái tình trạng là kháng insulin của tế bào mình và đưa đến tình trạng cao đường trong máu. Và cao insulin á, cao cái chất insulin trong trong người mình á,